Thưa quý vị và các bạn, bánh phu thê hay còn gọi là bánh su xê là chiếc bánh vẫn thường xuất hiện mỗi dịp lễ Tết và cưới hỏi. Không chỉ là loại bánh truyền thống của Việt Nam, phu thê còn tượng trưng cho sự thủy chung, sắc son tình nghĩa vợ chồng. Nếu so với miền Bắc, miền Trung thì bánh phu thê ở miền Tây có chút biến tấu riêng, mang hương vị đặc trưng và đậm đà hồn quê chân chất. Và câu chuyện về chiếc bánh phu thê sẽ được chuyên mục miền Tây kỳ thú hôm nay gửi đến quý vị. Rất kỳ công mới làm được chiếc bánh phu thê. Từ khâu da bánh phải chọn nếp, ngâm xay, đợi bồng bột ráo rồi đem phơi nắng. Nếu nhân bánh ngọt, đậu xanh phải ngâm một đêm, làm sạch, để thêm tí muối rồi hấp kết thủy với nước cốt dừa loại một. Với bánh mặn, cần chuẩn bị thêm thịt nạc đùi sắc miếng, lạp xưởng, sắc hạt lựu đã sơ chế và lòng đỏ trứng muối. Được truyền nghề từ bà nội, theo chị Lê Nguyễn Ngọc Hân, công đoạn làm khuôn gói bánh phu thê là phức tạp nhất. Người thợ đòi hỏi phải khéo léo gấp lá nòng đúng thứ tự trong ngoài, rồi dùng khuôn làm từ lá dừa đóng lại, tạo nên hình chiếc bánh vuông vắn hài hòa. Sau khi gói xong, bánh được đặt vào nồi hấp kết thủy, canh lửa kỹ càng. Em nghe được bà nội kể lại là cái bánh này nó có từ lâu rồi, từ đời của bà Cóc lận. Bà Cóc hồi đó thì bà Cóc có làm bánh này nè để cho người nhà là đi đám giỗ hoặc đi tiệc cưới á. Thì mấy cô về sau này, mấy cô đi học á, mấy cô cũng có bán bánh này. Bà nội làm xong rồi mấy cô bán á để mà kiếm tiền trang trải học phí. Rồi hồi đó thì làm bánh ngọt không mà tới khi mà con Bảy lớn lên á, nó làm bánh này nữa. Mà nó làm, nó chế biến ra bánh, thêm bánh mặn nữa. Rồi 2015 đó, rồi đi thi đạt giải, cái nhỏ làm luôn, nó làm bánh mặn, rồi tới đây rồi nó làm, nó gửi cho siêu thị, rồi nó làm thấy cũng được lắm, cũng đắt lắm. Tại Cần Thơ, người sành ăn thường chọn mua, đặt bánh phu thê của gia đình bà Bàn Thị Xíu có truyền thống ba đời làm loại bánh này. Hồi xưa quê nghèo, chiếc bánh phu thê chỉ đơn giản là bột nếp bên ngoài, đậu xanh bên trong. Nhưng nhờ đó, những đứa con của bà Xíu đã được nâng bước đến trường. Rồi con cái, cháu chắc giờ ngoài công việc mưu sinh cũng góp phần gìn giữ hương vị quê đậm đà trong chiếc bánh phu thê. Đặc biệt hơn, họ còn kết hợp hài hòa nguyên liệu cùng với bí kíp riêng tạo ra bánh phu thê nhân mặn đưa vào bán ở các siêu thị nhằm nâng cao giá trị chiếc bánh. Bác làm bây giờ nó cũng ai ta cũng đặt, tới đám cưới đám hỏi gì người ta cũng đặt. Rồi bác thì cũng mong mà làm ra cái bánh này nó đi khắp nước ngoài luôn. Cái mong muốn của bác như vậy đó. Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là tự hào. Dạ, tại vì truyền thống là mấy đời rồi mà tới hôm nay thì được du khách biết đến là, thì người ta cũng cảm thấy rất là vui và người ta cảm thấy là cái giá trị về cái truyền thống gia đình đó cũng được kéo dài. Từ xưa chiếc bánh phu thê vốn đã thể hiện triết lý âm dương đồng thuận. Phần nhân được đặt gọn trong phần bột đã dàn mỏng, thể hiện sự ôm ấp che chở của nghĩa tình phu thê. Không chỉ vậy, chiếc bánh còn đậm đà tình cảm gia đình khi bao đời nuôi sống, hôn đúc niềm say mê, giữ gìn nghề làm bánh dân gian truyền thống của cha ông. Nhìn những người trẻ chăm chú, học hỏi từng khâu làm bánh, thưởng thức chiếc bánh phu thê mới ra lò trong niềm háo hức, thực sự trân quý biết bao những giá trị được kế thừa từ quá khứ.